Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì giữa trưa nắng mùa hè, bây giờ là 11 giờ hơn một chút. Thì Khánh Dâu em có ra đây để làm một clip test cây cần cho các bác xem. Vâng, thì cây cần hôm nay ngày hôm nay em test đó chính là cây bạch long 5m4 các bác nhá, với 3 chai nước. Đây các bác có thể nhìn này, đây cây cần nguyên siêu luôn các bác nhá, hộp đầy đủ. Thì bây giờ em sẽ vào 3 chai nước. Ba chai nước Navi, đây các bác có thể thấy đây, đây là ba chai nước của em và nguyên siêu luôn, nghĩa là chưa bóc tem, nên là ba chai nước này tổng trọng lượng của nó khoảng 1,5 cân nhá. Ok, bây giờ em bắt đầu test cần cho các bác xem nhá. Chai nước là 1,5 cân thì em nhấc lên rất là dễ dàng. Đấy. Thì ok nhá, thì hôm nay mình chỉ làm video test cần lần nữa cái chất lượng và cái độ tải của cần nó là như gì. Đấy là nhấn tĩnh là 1,5 cân thì còn đâu cả các bạn này, anh vô tư luôn các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.